Mời các bạn chạm hai lòng bàn tay vào nhau, da thật mạnh lên. Đặt ngoài vòng. Lần nữa, chà ấm lòng bàn tay mạnh lên. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt và chớp mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra lòng, xoa dịu mắt, chống mỏi nề ở mắt. Từ từ mở tay ra. Mời các bạn vặn cột sống ở tư thế màu hoa sen. Tay phải qua hông trái, tay trái đặt lên gối phải, thẳng lưng thiết càng, tay phải đỡ chậm rằng. Trở về đi. Và đậu trở về đi. Và đậu là xoay cổ xoay tay. Trở về đi. Và đậu là xoay cổ. Dạ vậy xoay thở hờ xoay tối ra thở hết hơi sang thở trở về thở lỏng tay mà đỡ thêm thẳng lưng hít vào xoay trái thở dạ vậy thở dạ vậy thở cổ xoay dạ vậy thở dạ vậy vậy thở là xoay tối đa áp bụng thở hết hơi sang không thở trở về
ở vòng tay mai đỡ chân hai tay đang to rừng ẵm tay thẳng như lưỡi cỏ với sầu trên đài cuộc sống vừa tối thơ bụi khoảng trăm năm khoảng cỡ năm mười làng đi cô ấy thảo hàng lai lai cô ấy thảo hàng lai lai cô ấy thảo hàng lên lên cuối thảo là chán mũi chạm sàn mắt bụng thở hai người rằng tôi không có gì nè hãy thả lỏng tay thảo làm mời tập cổ cúi đầu xương cầm chạm xương ức thấp bụng thở hay thời rằng nhìn thẳng sơn mở ra sau mở tăng cúi đầu nhưng về giữa nghiêng phải thở ra cánh cổ mình trái nhấc mắt lên góc trái hãy về giữa nghiêng trái thở căng cổ bên phải nhấc lên nghiêng về giữa xoay mình phải thở nhấc lên ngoặc phải nghiêng về giữa xoay trái thở nhấc lên ngoặc trái nghiêng về giữa cúi xuống hết bụng thở xoay bên phải trước mặt xoay chậm chậm tròn như các miếng cọ xoay đổi chiều xoay đến lâu đã chớp mắt nhìn thấy mời các bạn tập tay hai lưng bàn tay hướng vào nhau tay phải đưa ra đang chặt kéo vào tiếp đẩy ra khỏi nâng lên thiên à sưởng thở lên thiên xuống thở một lần nữa lên thiên giữ lại năm bốn ba hai ngô xuống sẵn sàng trở về đổi tay đó là đi đẩy sao thở nâng lên đi xuống thở lên xuống thở lên giữ lại năm bốn ba hai một xuống thở dài trả về thả lỏng tay dùng đôi tay và cầm đầu gối xuống thở nâng lên hạ xuống kéo chân ra và bước chân rồi kéo chân vào
chân trong chân ngoài, hai tay đang sau gáy, mở rộng khuỷu tay ngưỡng cổ ra sau, Nhỏ lại xíu giùm em đang quan. con lưng ra sau, khớp bụng nở mức trăng. Đấy, sâu thở ra nhiều, đấy, sâu thở ra nhiều, đấy, sâu thở ra nhiều. Lần nữa hít sâu, mở rộng khuỷu tay, mở vai giữ ngực, năm bốn ba hai một, thở sau đẹp không linh hoạt, thở hết bụng hết người lớn, thở ra năm bốn ba hai một, hít sâu nghiêng phải thở sang nâng lên như sau, nghiêng trái thở sang lấy sau thở sang lấy sau thở sang lấy sau thở sang lấy sau thở ra mấy con, thở ra lên đấy sau, thở ra mấy con, thở ra giữ lại năm bốn ba hai một, hít sâu thở ra giữ lại năm bốn ba hai một, sâu ngược chéo qua phải thở ra hít sâu, khuỷu tay phải chạm ngón trái thở ra hít sâu thở ra. Chúng ta khởi động tốt như cuộc sống, hít sâu thở sang hít sâu thở sang hít sâu thở sang, lần nữa hít sâu thở ra giữ lại năm bốn ba hai một, hít sâu thở sang năm bốn ba hai một, hít sâu với bài thở ra sức khỏe đều. Xoay ngược lại, thả lỏng, mau chóng vươn lên, khởi động cuộc sống ở tư thế thở lưng mềm, tay chân mở rộng bằng vai, con lưng lên hút sát bụng thở ra, hít sâu từ lưng đến cổ, thở ra con lưng trước bụng, hít sâu, thở ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Giữ thẳng chân phải, thở ra con gối chạm mũi, hãy subscribe thở
cuối sông, ở sông lần nữa cuối sông, giữ lại năm bốn ba hai ngô thở sao lối chậm mũi ta chó luôn lối phải chậm mũi năm bốn ba hai một hà tay chân mở chân trái đi sâu thở ra lối chậm mũi hít sâu thở ra hít sâu thở ra hít sâu thở ra lần nữa sau giữ lại năm bốn ba hai một thở ta tay phải em ngón cháu chọn mũi năm bốn ba hai một sau chân lùn hướng về thở xong uống sau thở xong nhíp xong thở xong nhíp Đúng. thở xong lần nữa sau về vai cũng thuận mãn một ra sao giữ lại năm bốn ba hai một thở sang Nắm tập thấy con nắm cái nhà con lại đây là con nắm cái này giùm mẹ cái gì nó đó tung bị che này duỗi hai chân về trước thế nhớ cháy đỏ cho luôn thẳng gối đứng hai bàn chân hướng hai tay lên hít à, vào đưa còn ngực mấy mặt tổ hình gập sáng không xuống đó rồi bụng thở sang cái bài tắt hít sâu thở sang hít sâu thở sang sâu thở trần cuối sâu thở trần lần nữa sâu thở ra chân dài một tấn lập sáu dưới những ngày năm bốn ba hai một lên hít sâu thả tay xuống thở ra thở lỏng tay chân mời đứng nè đứng cách đầu thảm hai tấc chúng ta tập bài chào mặt trời chân khẽ tay chấp trước ngực thở hết hơi sau vươn tay lên cao hít sâu kẻ căng tay vai ngã ra sau thở ra siết mông lùi bụng nâng lên hít sâu chân như tổ cúi xuống bóp bụng thở ra thả lỏng cổ chút đầu xuống ép sát vào cổ sầm người gái bước chân phải dài ra sau thì vào hạ gót phải những mũi chân nâng nhường lên vươn tay kéo căng tay vai thở phào nâng lên hít vào chống mũi chân bước tiếp chân trái bằng chân phải trường vai tới hít tay hạ gối hạ ngực hạ thân nâng lên thở phào nâng lên vào
Nâng lên cúi xuống thơ bụng thở rằng đạp chân trái bậc cao chân phải là nhịp phàm đáy tế bước lên băng hai tay hạ lỡ trái nhuộm mũi chân vươn tay lên thở rằng nâng lên vào bước tiếp lên thở rằng tay ra cùng đầu nâng lên phía vào kéo căng tay vai ngã ra sau thở ra nâng lên phía vào chân mi tới cúi xuống thơ bụng thở ra gái bước chân trái dài ra sau phía vào vươn tay lên ngã ra sau thở ra nâng lên phía vào bước tiếp chân phải bằng chân trái chân vai tới phía tây chân tay xuống thở ra hạ gối hạ ngực vào trong nâng lên chân người lên vào nâng lên bước xuống thơ một thở ra đạp chân phải bật cao chân trái lên vào trong lưng ra sau hết hô giữ lại năm nói sau thở sang hạ tay xuống thở sang thả lỏng tay chân mời đứng lên đứng cách đầu thảm 2 tấc chúng ta tập bài chạm mặt trời chân khẽ tay chấp trước ngực thở hết hơi rằng vươn tay lên cao phía sau kéo căng tay vai ngã lên sau thở ra siết mông người bụng nâng lên phía sau chân người tối cúi xuống thấp bụng thở ra thả lỏng cổ chút đầu xuống ép sát vào cổ rằng thì gái bước chân phải dài ra sau phía sau hạ gối phải những mũi chân nâng người lên vươn tay kéo căng tay vai thở phào nâng lên hít vào chống mũi chân bước tiếp chân trái bằng chân phải dương vai tới phía tay hạ gối hạ ngực hạ thân nâng lên thở phào chân vào nâng lên cúi xuống thơ bụng tở sang đạp chân trái bậc cao chân phải lên vào đáy tới bước lên băng hai tay hạ gối trái nhuộm mũi chân vươn tay lên thở sang nâng lên vào bước tiếp lên thở sang tay ra cùng đầu nâng lên hít vào kéo căng tay vai ngã ra sau thở sang nâng lên hít vào chân mi tới cúi xuống thấp bụng thở sang thầy gái bước chân trái dài ra sau phía sau vươn tay lên ngã ra sau thở sang nâng lên phía sau bước tiếp chân phải bằng chân trái dùng vai tới phía tây dùng tay xuống thở ra hạ gối hoặc ngực vào tầng nâng lâu dùng người lên phía sau nâng lên bước xuống thấp bụng thở sang đạp chân phải bật cao chân trái lên vào đẩy tới bước lên bằng hai tay nâng người lên kéo căng tay vai thở sang
nâng lên hít vào, bước tiếp lên thở sâu, hai tay ra chỉnh đầu nâng lên hít vào, để cánh tay lại ngã ra sau thở sâu, nâng lên hít vào, chân người tới cuối xuống thôi cũng thở sâu. Quỳ gối bước chân phải dài ra sau hít vào, xoay tay phải ra sau ngã ra sau thở sâu, nâng lên hít vào, rút chân trái ra sau bật cao lên cúi xuống thôi bụng thở sâu, hít vào đẩy tới chân tay xích lên thở sâu, dùng người lên hít vào, nâng lên cúi xuống thôi bụng thở sâu, đạp chân trái bật tay chân phải lên hít vào, đẩy tới bước lên bằng hai tay nâng người lên, kéo chân tay vai ngã ra sau thở sâu, nâng lên hít vào, bước tiếp lên thở sâu, hai tay ra chỉnh đầu nâng người lên vào, kéo chân tay vai ngã ra sau thở sâu, nâng lên vào, đưa người tới cúi xuống thôi bụng cổ sàn, bước chân trái dài ra sau hít vào, xoay tay trái ra sau ngã ra sau thở sàn, nâng lên hít vào, bước chân phải ra sau bật cao lên cúi xuống thơm bụng thở sau, vào đẩy tới chung tay xích lưng thở sau, chân lên hít vào, nâng lên cúi xuống thơm bụng thở sau, đạp chân phải bật cao chân trái lên vào, đẩy tới bước lên bằng hai tay, nâng người lên kéo căng tay vai ngã ra sau thở sâu, nâng lên hít vào, bước tiếp lên thở sâu, ra chỉnh đầu nâng lên hít vào, kéo căng tay vai ngã ra sau thở sâu, nâng lên tiếp vào, chắp tay hạ xuống trước ngực thở sâu, hạ tay mở chân bằng vai, mắt khép hít thở sâu, điều hòa hơi thở, điều hòa nhịp tim, cảm nhận cơ thể nóng lên, xương khớp được mềm dẻo hơn, đầu chân trái hít sâu vào, co ngang cẳng chân phải, hai tay đặt vào bên trong, chúng ta luồn tay vào bên trong nè, đỡ cẳng chân cao lên, thở chậm ra, co tay vào và đỡ cao lên, cho bàn chân cao bằng đầu gối và mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở đều, vào tay phải nắm mũi chân phải, mở ngay tay chân ra, thở chậm ra, mắt tập trung nhìn một điểm và hít thở đều, năm bốn ba hai một, co gối và hạ tay chân thả lỏng, hít thở đều hơn,
chân phải hít sâu vào, vo ngang cẳng chân trái, hai tay đặt vào bên trong, nâng chân lên thở chậm rãi, nâng cao lên nào, giữ mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở lên. Và tay trái nắm mũi bàn chân, mở ngang tay trần thở sang, giữ lại, đứng thẳng người, mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở đều 5 4 3 2 1, hít vào, hạ tay trần thở sang phải lại. Hai chân hết sát, hai tay vươn lên cao, hít sâu vào, duỗi căng 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 người lên nào, nghiêng người qua phải, thở sang, kéo căng 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 nghiêng thở sang, 5 4 3 2 1, nâng lên hít sâu, nghiêng người qua trái, thở sang, nghiêng căng 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 thở sang, 5 4 3 2 1, lên hít vào, kéo căng tay vai ra sau nào, kéo căng ưỡn ngực, đẩy nhẹ hông, duỗi căng cổ, giữ 5 4 3 2 1, lên hít vào, chân tới cúi xuống thở sang, cúi xuống ép sát hốt bụng thở sang, chút đầu xuống ép sát thở hai tay, vân ra sau ôm cẳng chân, tránh mũi chạm chân, giữ lại 5 4 3 2 1, hít vào, chống hai bàn tay phía trên chân và rộng bằng vai, tách hai chân ra rộng bằng vai. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn các bạn tập tư thế con quạ. Chúng ta xe rộng 10 ngón tay ra, bám chặt 10 ngón tay, chung gối xuống và đặt đầu gối. Chúng ta đặt cái đầu gối nè, là cái đầu gối, xé ra cái nắp tay để cho không có bị đau cái móc tay, xé ra, đặt đầu gối xé ra. Chúng ta quay động người ngón tay, ép mông xuống và trương tới nắm gót lên nè. À, chúng ta nâng chân phải lên, rồi được nữa chúng ta nâng chân trái, còn không được chúng ta cứ đặt một mũi chân xuống như vậy. Ban đầu các bạn tập như vậy thôi, còn từ từ các bạn cảm nhận mới siết bụng lại và nâng chân lên luôn. Tập xong các bạn đứng lên và thả lỏng cổ tay ra. Là hai chân mở rộng bằng vai. Chúng tập lại lần nữa các bạn để ý nha. Ngồi xuống, xe động người ngón tay ra, đặt đầu đó, nhón gót chân lên và trương người về phía trước, xe bụng và nâng chân lên, mới tập các bạn cứ cảm nhận và nâng chân từ từ, nâng từ từ lên. Chúng ta tập lại lần nữa nào. Hai chân mở rộng bằng vai, cái mũi chân của mình hơi mở ra chữ V thì sẽ dễ tập hơn đó các bạn. Chúng ta ngồi xuống, xòe rộng 10 ngón tay và khoảng cách hai bàn tay rộng bằng vai. Rồi, đặt đầu gối chắc chắn lên tay nè, đặt cao lên chỗ nách tay chứ đừng có đặt thấp thấp thì dưới quỷ tông. Ép mông xuống, đưa người tới trước, đổ người tới nè, nhóm gót xuyên bụng nâng chân lên giữa, mắt tập trung một điểm, hít thở
300 rồi. Chúng ta bước chân phải và ra sau luôn nè. Hạ đầu gối phải xuống. Ép căng duỗi mũi chân phải hướng vào. Mở tay phải lên thở ra giữ lại. Ép căng giữ 5 4 thả cái hông xuống 3 2 1 hít vào chống tay phải. Mở tay trái lên thở ra nè. Và lật tay lật vai 5 4 3 2 1 Chúng ta lật bàn chân trái luôn. Và gấp chân phải lên, lật vai xoay mặt ra sau giữa 5 4 3 2 1 Trở về hít vào. Chúng ta đổi chân, bước chân trái dài ra phía sau. Hai tay chống ở phía trong chân phải. Hít vào, mở tay trái lên, thở ra, nhấn cái hông trái xuống. Ép căng hông nhấn xuống, mở tay lên thở ra 5 4 3 2 1 vào chống tay trái xuống và mở tay phải lên thở ra 5 lật bàn chân phải 4 3 2 1 và gấp chân trái lên lật vai xoay mặt ra sau thở ra giữ 5 4 3 2 1 Rút và thở ra. Chúng ta thu chân về, tư thế em bé thư giãn. Mọi người ngồi lên. Mọi người lên nè. Mở ngang chân phải ra. Thẳng gối. Giữ cái hông ngang lại, vai ngang lại, hai tay dang ngang. Vươn tay trái lên hít sâu vào. Nghiêng người qua phải thở ra. Nghiêng người mình nhấc cái hông lên nè, nhấc cái vai lên nè. Nghiêng thở ra giữ lại. Kéo căng 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 thở ra giữ 5 4 3 2 một nâng người lên hít vào nghiêng người qua trái chống tay xa chân thở sau phía tăng bên phải qua đầu và nâng chân phải lên thẳng người lên nào 5 4 3 2 1 vào cơ gối chạm vào khuỷu tay thở ra giữ căng sức sâu hai hốc bụng thở ra hít vào ba thở ra giữ lại 5 4 3 2 1 hít sâu thả chân nâng người lên à, tay thu người về thở ra thả lỏng. Mời người lên đỡ bên mở ngang chân trái ra. Nhớ xoay vai xoay hông ngang lại. Hai tay dang ngang. Vươn tay phải lên hít sâu vào. Nghiêng người qua trái thở sang. Kéo căng 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 căng. Lật vai phải xoay mặt người lên thở ra. Thẳng gối kéo. 5 4 Căng hông bên phải 3 2 1 Nâng người lên hít sâu. Nghiêng người qua phải thở sang. Kéo chân tay trái qua đầu và nâng chân trái thẳng lên căng nào 5 4 3 2 1 Hít vào co gối chạm khuỷu tay thở giữ căng hít sâu hai hốc bụng thở hít sâu 3 Thở ra giữ lại 5 4 3 2 1 Hít sâu hạ tay và nâng người lên thở ra thu người về tư thế mình bé như vậy. Của người ta lên mọi người xuống giữ chân về trước.
giữa chân trái, lòng bàn chân phải áp vào đùi trái, ép lấy, dựng bàn chân trái lên, hai tay lên cao phía sau vào, trung người tới gập xuống thở sang, lũ căng 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 trương tới gập sâu hớp bụng thở sang. Năm bốn ba hai một, năm người lên hết sâu, xoay người qua phải, trùng tay cúi xuống xếp bụng thở sang. Năm bốn ba hai một, nâng người lên hết bằng, hạ tay xuống thở ra, thả lỏng tay chân. Mở đỡ chân, lòng bàn chân trái áp đùi phải, thẳng ngón phải đứng bàn chân lên, hai tay vươn lên cao hít sâu vào, trường tới gập xuống thoát bụng thở ra. Dương gia người thoát sang bụng thở ra giữ lại. Năm bốn ba hai một, nắm người lên hít sâu, xoay người qua bên trái, mở rộng hai tay bằng ba chân tay cúi xuống thở sang. Năm bốn ba hai một, nâng người lên phía sau, hạ tay xuống thở ra, thả lỏng tay chân thư giãn. Mở năm xuống, đầu chân thẳng, hai chân hết sáng, chúng ta úp bàn tay xuống sàn và đặt ở dưới mông đi, duỗi thẳng tay ra đặt ở dưới mông, chân khép tở hết hơi ra, hít vào, nâng hai chân lên hông đốt, siết bụng thở ra. Chúng ta đặt hai tay ở dưới mông để bảo vệ cái cột sống, không bị đau thắt lưng. Hạ xuống cách sàn, hít vào, hai bên siết bụng thở, tập thu về ngực, xuống hít vào, ba lên thở ra, xuống hít sâu, bốn lên thở ra, xuống hít sâu, năm lên thở ra, xuống hít sâu, sáu lên thở ra, xuống hít sâu, bảy lên thở ra, xuống hít sâu, tám lên thở ra, xuống hít sâu, chín lên thở ra, xuống hít sâu, mười lên siết bụng thở ra, giữ năm bốn ba hai một, hít vào cái cài chân qua đầu thở ra. Tay úp vào đỡ hông, chân qua đầu, tay đỡ hông về phía đầu, hấp bụng thở ra, giữ lại. Xương cầm chạm vô xương ức mức mình vô bờ giữ. Năm, bốn, ba, hai, một, tay đỡ hông giữ chân lên, đứng thẳng lên trên vai. Nhóm thở sâu, hai, bốn, ba,
hai, một chiếc là trưng qua đầu tử sanh, phụ tinh đấu tình đấu sống xuống trăng vùng đất với trăng khách vào, úp bàn tay xuống sàn và kê đặt ở dưới mông, hạ chân xuống thở sàn, hãy vào ấm hai tự tay để căng lòng ngực gỡ cổ ra sau cùng cảnh ở sàn, vai mở sợi vai ưỡn ngực cao lên, căng cuốn họng và đưa tầm lên trần nhà, lắp phép lại tập trung hít thở sâu vào. Hít vào ống thủy tay nâng đầu duỗi cổ hạ xuống thở sâu, lắng tay sau phẳng hai tay hít ở sau. Hai chân mở rộng vòng ra, nâng tay chân lên cách sàn, duỗi căng 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 rơi từ lòng, đặt gót xuống nâng mông lên xin rồi đặt mông vào chì hai quỷ tao nâng mông lên xin rồi chân chậm xoay mặt ra khỏi rồi xoay qua trái trả về giữa, duỗi thẳng cổ căng hướng vào ngực, thơ bụng ép sát thắt lưng cương buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng đầu sâu, từ ngắm chân cho đến đỉnh đầu.
các ngón tay ngón chân, bàn tay bàn chân, hai chân hết sát, hai tay đang kéo tâm hoa hậu đồng, xoay người qua phải, tay phải gỡ đầu, tay trái chống trước ngực, ba gối, hai tay đỡ người, từ từ ngồi lên, xoa cổ, vai, tay. Hai chân, chúng ta tập xong nằm thư giãn, chúng ta thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, vui vẻ, sẵn sàng cho một ngày làm việc. Massage hay là phẩm các bạn ơi, bài tập của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Dương hẹn các bạn vào những bài tập tiếp theo. Dương chúc các bạn luôn luôn trong khỏe và trẻ các bạn nha. Bây giờ Dương xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Thank you.